chào cô chú, chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Chú Yêu nha. Hôm nay mình sẽ đi thăm đường hoa vào buổi chiều. Thì bây giờ là đây hoa giấy, lại là hoa giấy đây. Bưng lên cái cây kia rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị. Cái góc này đẹp. Cái cây này giá nhiêu vậy anh? Dạ cây này đây giá 800 nè. 800. Cái thành mà không xoàn. Dạ 800. Còn một cây à? Còn một cây. Còn như cây này là bao nhiêu anh? Dạ 300. 500 nữa. Cây này có mua nhiêu á cô? 500 hả? Cái cây này là cây cẩm thạch. Cây này 800. Mua cho em nó về quê, đây chú ơi. 70 hả? Trời đất ơi. Ta kêu tao thấy em quá trời, tao chạy ra đây đó. Phải không? Nhờ đó. Anh hết đó nha. Nhờ anh. 70. Tiếng quá mày về quê rồi đó. Mấy mấy chục? Này hả? 150 cặp đó. 150 cặp. Mua cho em đó đi chú. Chưa này em kéo bạn em lên xem clip của anh đó. Phải không? Đó. Bạn em nó gửi tin nhắn cho em cái này, nó nói ủa mình lên YouTube mà. Trên mạng coi nhiều ra đây mua nhiều lắm hả? Đúng rồi. Để tìm em hả? Bán đắt nha. Vậy. Ở đây có hai loại hoa giấy nha cô chú anh chị. Hoa giấy cẩm thạch với lại hoa giấy bình thường cô chú anh chị ơi. Đây dạng thọ 150.000 hai chậu nha cô chú anh chị.
vú sữa trái nè cô chú anh chị, cũng nhiều người mua lắm. Hoa giấy vẫn là mãi đỉnh cô chú anh chị ơi. Hoa giấy chốt rất là nhiều nha cô chú anh chị. À, trung bình giá ở đây là từ 150 tới 300. Hoa giấy đây đủ màu luôn cô chú anh chị. Mà nhiều màu quá thường là nó sẽ mắc tiền hơn nha cô chú anh chị. Còn nhiêu đó nữa đó hả chị hả? Một số chủ vườn nó là chở bằng ghe đi để hai tầng vậy nè, cái tầng dưới nó rụng hoa nhiều hơn, nó bị hầm. Còn nhiều chứ, còn chứ đâu hết đâu, cả trên thôi. Một thiền vậy đi được mấy trăm gốc. Bây giờ đây cây nhiều màu luôn cô chú anh chị. Đây dính chắc nha. Hai trăm ba chậu hả chị?
hoa giấy lên ngôi cô chú anh chị. Không có thách hả chị hả? Dạ không. À, cảm ơn chị nha, chúc bán đất. Quay đi. Ồ. Cái này là ba màu, là được ba màu. Có thử cái này lên được không? Cô xe nóng. Cô mua mấy cây cô? 4 cây luôn. 4 cây luôn hả? Rồi về nhà rộng bao nhiêu mét? 3 nhà mà. 3 nhà luôn hả? Quận nhất luôn hả cô? Gì? Quận nhất luôn hả? Đâu có đâu, ở quận Tân Bình. Tân Bình. Trời ơi sao chở rồi? Tân Bình 2 xe. Có xe hả? Mướn xe hả? Chậu này đẹp đó đều nè. 200. 200 hả? Ừ. Đã. 200 là không chở luôn á. Phải không? Gì chậu này 100. Đúng rồi. 100. Nhưng mà phải mua hết 4 cây. 4 chậu. Vậy ok. Ta, có nghĩa người ta còn 4 chậu người ta báo tóm lại trên xe chở hết. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó mọc tùm lum. Nó mọc tùm lum. Có lẽ mọc tùm lum đó đẹp. Cô, nhưng mà cô ơi, hả? Vì sao mà bên Tân Bình mà năm nay mình lại qua đây quận 8 mình mua lận cô? Tại vì thích mua. Chỗ nào đẹp thì dạ. Chỗ nào giá mềm luôn. Giá mềm hợp ý. Dạ. Anh chở bao không hả anh? Chở xe. Năm nay anh chở thì xa nhất là ở đâu anh? Xa nhất hả? Ở ngoài bên quận 2. Quận 2. Dạ. Có thì ở chăm luôn đi, năm bữa luôn. Đỡ không? xe 200 rồi ok. Rồi chào cô nha, ba nha. Lên Sài Gòn dấu yêu coi, cô sẽ xuất hiện bên châu Âu, bên Mỹ luôn. Qua Úc luôn. Đi bây giờ cứ chở hết Sài Gòn dấu yêu. Dạ. Công đi 2-3 chỗ. Dấu yêu Sài Gòn hả? Dạ. Đây, nhớ nha cô. Ồ cô bán thịt heo bên chợ hả? Bán thịt bò. Thịt bò hả? Nó giờ chứ đâu có bán gì đâu. Đây. Thích mua. Ủa là mình có phải đi theo nó không? Có chứ, cho số điện thoại đi kìa. Cho số điện thoại. Cho số điện thoại. Để lạc mất nhau nữa. Chạy theo, chạy theo em. Để chắc lên đi, rồi nói chuyện. Dạ. Chắc lên rồi nói chuyện. Một trăm một chậu cô chú anh chị.
Chào con này có 100 á. Không, tại vì cổ mua hết 5 chậu. Đúng rồi, nhưng mà cũng rẻ. Rẻ đúng không? Chị mua chậu nào chưa? Dạ. Sáng giờ đi được mấy chuyến rồi anh? Đi đâu? Có đem này. Chắc còn lột nó vậy. Đấy, mày xe hả? Cho bà Giang. Thôi, lấy xe qua đi. Trời ơi, đắt dịnh cho ngàn không kẻ thở nó. Chết luôn. Đi được 10 chậu rồi. 10 chuyến rồi hả? Rồi, bỏ hút bích đi nha. Cúc nè cô chú anh chị. Chào em. Chào. Giang Thọ bán được không em? Dạ cũng tạm thôi chứ không được lắm anh ơi. Cái này là em bán nhiều cặp? Dạ một cặp 200 ạ. Giá ủng hộ giùm em đi, xin được trả giá tội nghiệp nhà vườn ạ. Dạ. Đây. Em nói thiệt. Trời ơi trả giá nhà vườn tội nghiệp nhà vườn lắm, hết tiền thôi thì em mua sữa cho con em. Ở đâu lên lần em? Dạ Bến Tre ạ. Chờ lách. Mất thì đó. Này chào nha, bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi, giá gì nhiêu bán được không giùm cả đi. Cúng ông địa đi. Trời, em cũng cúng anh giái lắm rồi đó chứ. Tại sao không Đây. Mai em đi làm YouTuber. Ok. Đây cô chú anh chị ơi, mai quá trời luôn, hồi giấy nè. Chiều 2 bông giấy mà ghép vô góc xứ được luôn hả anh? Chứ sao anh nói góc xứ? Hôm nay bán đỡ không anh? Sao trên mạng nói hoa giấy bán đắt à? Dạ. Chiều 2 cây này mấy màu ta? Cây này đẹp ghê á. Nó tươi nữa. Chợ bán sao ngồi túa ở trong đó sao không có người mua? Bữa giờ bà bán bà đuối rồi hả? Bà hết ra luôn hả? Chưa mai. Xe này là hết rồi. Hả? Xe này là hết rồi. Vậy hả? Mai muốn bán với ông anh này. Xe này là lên hồi nào? Xe cuối cùng á. Ông coi ông vận động lại hốt rồi đi cho tôi đi. Trời, bữa giờ tao quay lên người ta tới mua quá trời mà. Cái mặt tôi đưa dần dần lên YouTube quá trời luôn. Phải không? Đuối là nằm đây hả? Tại ông á, còn cái mặt tôi đưa dần dần lên đó. Cái gì?
đi đốt nợ mà ông quay tôi chặn chặn luôn. Ở đây nha, ai mua ủng hộ ra chị Hương á, Ngọc Hương hả? Này đối diện là cây lớn 500 đối diện cây. Cà phê Vi Nguyễn hả? À, đây đối diện cà phê Vi Nguyễn hả? Đó, đối diện quán cà phê Bi Nguyễn nha cô chú anh chị. Đây nè. Đó. Bữa nay nó hết rồi. Bữa nay là vậy rồi. Đồ quá, đất lớn à. Chấp rưỡi không mà ông ơi. Má chịu đó chứ leo núi xuống. Sao người ta gọi cho chị, người ta hỏi sao? Nói bông, sao nghe YouTube giới thiệu 100, 150 không à. Mà sao hỏi tàn giá 200 mấy, 300. Nó tùy theo kích cỡ với lại. Vì khi có hỏi 100, 150 mà nó hàng nó xấu. Tùy theo. Hàng chị Hương là đẹp nha. Đẹp chứ người luôn. Người đẹp hàng. Rồi năm sau hẹn chị mua hoa năm sau nha. Rồi. Ở tháng mấy là hoa nó bắt đầu là chị làm hoa là nó ra đơn vậy. Từ Tết từ cái duyên là làm từ từ rồi. Làm từ từ. Dâm lớn lớn thành gốc rồi mình mới đưa vô chậu. Dạ. Còn tháng 11 là đã có chậu vậy chưa? Tháng 11 rồi đâu, tháng 9 là có rồi chứ. Tháng 9 đâu là nó lên là mình làm từ từ lên bông rồi đó. Nhưng mà mình có kích bông không? À, có. Có bức bông, bức bông, bông. À. Đây. Mai mốt tôi xuống nhà vườn bà tôi quay nha. Ừ. Vĩnh Hòa phải không? Ừ. Ok. Với nhậu. Chị với nhậu. Bà có bác nhậu không? Trời ơi. Nhậu. Đô 12 lo mới cưng. Ok. Đây, chị nào, bác anh qua, nào. Qua bệnh chơi. Em về quê. Thì về quê gần đó không? Không, Phan Thiết mà ở đâu rồi. Phan Thiết thì em bay vô Bến Tre vậy. Thôi. Thôi bữa đó mình nhậu online đi. Ok ha. Dạ. Thôi chúc. Có trước có Zalo không vậy? Không không. À, chúc anh chị với lại chú khỏe nha. Rồi, em đi về đi. Ừ. Vui vẻ nha. Dạ dạ bye nha. Ừ. Đây cô chú anh chị ơi. Đây mua hai chậu, một chậu mai, chậu hoa giấy. Trăm. Mua cây này nè, cây này nhiều bông nè, cây này mấy trăm. Cây này mấy trăm chị? 300. Đó cây này đẹp hơn chị. Tại nó nhiều màu ghép. Hoa ghép. Trời luôn cô chú anh chị.
mai. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, chú xuân dáng tròn thật xinh. Năm nay tuy em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì. Đó. Năm nay mình đã 18 tuổi rồi nhưng mà mình vẫn thích bao lì xì. Cô chú anh chị nào có nhã ý thì ra duyên mời mình đi cà phê lì xì cho mình nha cô chú anh chị. Món quà nó càng lớn thì giá trị nó càng lớn. Đây, ô ông chú già rám nắng. Ồ, cái cây cây cẩm thạch nè, cây gọi cây cẩm thạch. Cái này nhiêu vậy chú? 400 nè. Dạ. 400 nha cô bạn ơi, cô chú anh chị. 150. Chấm rượu đó chị, bán đây mua đi. Này là chú không có nói hết đâu chị. Lên xe luôn 150 để con xeo cho chú. Ồ, lên màu đẹp ha. Nó gom đó thì đâu anh chị bả là hay vậy. Hồi nó lại sao lòng vô. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của Sài Gòn Dấu Yêu nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ha.